Hàng cao cấp các chị ạ, chất đẹp dã man luôn. Bình thường cái áo này nhà em bán lẻ ra phải bán cái giá là 320.000 á. Hôm nay em còn vài cái size 34 và 38 thôi. 36 không còn cái nào luôn. 34 là em còn 3 màu. Màu thứ nhất là cái màu này là gọi là màu da cho em nhé. Thấy các chị nhìn này, dí sát cam mọi người có thể nhìn thấy được là cái chất của nó đẹp lắm. Và cái màu thứ hai nữa là màu xanh rêu này. Và cái màu thứ ba nữa là màu đen quốc dân này. Và em cho mọi người xem mút nhé. Mút của nó thực sự phê luôn. Toàn bộ của nó là mút hơi. Các chị nhìn kỹ cho em nhé. Các chị cho vào máy giặt quay thoải mái cho em. Không sợ hỏng phong, sợ hỏng mút đâu các chị ạ. Đó, chất của nó rất là phê luôn. Bình thường bán 320, hôm nay thanh lý cho mọi người 150 một cái luôn. Nhưng mà em chỉ còn có 4-5 cái thôi. 38 thì duy nhất còn một màu xanh. 34, 36 thì em có 3 màu nhá. À đâu, 34 chỉ có 3 màu thôi. 36 không còn cái nào các chị ơi. Nhìn kỹ cho em này, đó. Chất đẹp lắm, dã man luôn. Chất đẹp, form đẹp. Mà gom ngực lên tạo khe rất mê luôn đấy. Mà bình thường khách của nhà em nếu mà có đủ màu đủ size, khách toàn mua lấy đủ màu thôi. Mấy cả là có chị thích quá là mua đến cả chục cái. Đây các chị nhìn này, em dí sát can để mọi người nhìn chất nhá. Chất mê, chất đỉnh luôn ấy. Mà thanh lý lỗ quá trời lỗ luôn. Thanh lý chỉ có 150 một cái. Mà các chị nhìn cái màu xanh này, chất của nó cũng mê nhá. Cái màu này xanh này lên rất là lạ mắt luôn. Em cho màu xanh ra ngoài để mọi người có thể nhìn thấy cái màu xanh của nó đấy. Đây mọi người này, cái màu xanh tay em đang cầm đây là size 38 đấy. 38 luôn đây các chị này. Màu form dáng lên gom ngực tạo khe mê mẩn luôn ấy.